Đâu con nào đâu? Con gù nãy đó. Để cho lậu chọi đậu ra nè. Đậu vậy chứ nó đó, đó đó đó. Đó quay đi. Ta coi. Coi chừng nó rớt cái nằm miếng dán cái là rớt dưới xe đi luôn. À, à, quay thấy rồi, thấy rồi. Thấy vô vậy. Cá cũng ngang ngửa cá năm rồi. Ơ mở đuôi nhỏ. Rớt rồi. Thằng Thiên nó sợ nó khóc. Đậu bự. Rồi kéo lên. Quay rồi đó. Ê, rớt rớt trúng trúng nhỏ rồi trúng cái đầu rồi. Nắm giành giật. Ờ. Nặng hơn anh không? Ủa sao tới hai con vậy? Bắt tay kia thả lại. Cái lưng nó bị gù hả? Bắt bự bỏ ra đi rồi để con giật đem đổ xuống. Để cầm tay dễ dàng. Để xích lên anh ông để thôi nó phóng một cái xuống đìa. Đó, kìa Thiên, kìa Thiên. Thiên, lỡ trọng cá kìa. Nó bị gù, cá lưng bị gù. Này cỡ khoảng mấy ký ta? Cái này mấy ký anh Tư? Tầm khoảng á. Nè, quay thằng Thiên đang làm cái gì nè. Lỡ gỡ đuôi nó nè. Có khi nào nó cạp cái giòm không trời? Cái môi nó chè ra nè. Rồi nào quay. Cá này là năm trước là chung một bầy mà nó 8 kg, mà tại vì ông cụ gù hôm nay là ông gù chung thêm một năm cũng vẫn như trước thôi. Gù có tật. Là nó chung với bầy năm trước phải không? Chung một bầy năm trước. Yeah. Năm nay nó sống thêm một nó thêm một tuổi nữa là được 2 tuổi rưỡi. Là 2 tuổi rưỡi. Nó đựng có tật có cỡ này. Tại vì hôm nay tật thì nó dẫn chậm lớn hơn. Bị nó bị gù đó. Cái này nặng cái đầu. Cái quá chừng. Giọt luôn. Anh Ba hả? Còn mắc hai như ai từ cái gì bạn tôi đi. Lấy kéo vào ra. Thì cắt đi rồi bỏ vô tủ lạnh nó ướt rồi. Cắt bự nó phải đem viện cứu cho anh coi thử là. Ai? Anh Nam nó chả nó. Thấy chụp hình em lên 21 cái. Năm sau qua năm sau nếu mà qua năm sau thì cá của anh mà cỡ lứa này thì nhiều lắm. Kinh nguyên cái đầu quá vậy không có biết rồi. Bởi vì năm nay là cá năm rồi nè nó gù nó chỉ còn đỡ chưa lại một con à, chứ qua năm sau thì tốt cỡ này thì rất nhiều. Cầm ngang lên anh Tư. Lật cái bụng lên. Đó, lật cái bụng nó lên, lật cái bụng nó lên. Ôi trời ơi, chết rồi còn nhảy nữa. Đây là củ lóc gù. Củ lóc gù bị gù nữa. Lớn hơn là những cái kia. Mà có còn lưng bị gù nữa. Nè. Đâu đâu đâu. Củ gù dài nữa. Từ bây giờ đây củ lóc gù củ mì cá luôn mà bị đập đầu chết. Găm khúc gâu đó. Môi chè, cá lóc môi chè. Những bự tự cũng lại chế lên không nè. Lấy kéo bắt kỳ. Cháu tay nó lạnh lét rồi đâu. Khúc dưới nó không phát triển, nó triển khúc trên. Lớn phần đầu thôi, phần đuôi thì nó không có lớn phần á, là không có nên chặt cái đuôi trước. Trước là chặt cái đuôi trước á, chặt cái đuôi trước là tới chừng nó dãy ra đất là chảy hết trơn máu tay từ trên lên tới xuống rồi em kết là nè ra tay là khi chạy hết trơn luôn. Anh kêu đừng có chặt cái đuôi trước, chặt cái đuôi là nó dãy nó đánh lên đuôi lên còn xương không ạ. Chơi kỳ quá, ta đang quay video ở chuồng đi ngang. Hôm nay Tết nó không làm cá, cũng chung buồn nhiều cá. Hôm nay chơi ra. Cá mà phải 2-3 người làm. Lấy cái đầu ra lông.
nó bự. Để tránh ra để Út quay bên này. Rồi giữ vô nha. Sáng rồi làm đứng nghe cả tiếng hồ mới xong cá. Mình cá như cạo lông heo hả? Giăng tùm lum hết trơn. Khổng lồ khủng khiếp cái dãy đứng dữ lắm dãy cơ. Thế là mình chắc mình phải bán. Một con này chắc phải ăn mấy lần nhé, chứ ăn con này ăn một lần ăn đâu hết. Nhớ năm rồi ăn hay là kia bữa nhậu nhiêu người bữa đó là mười mấy 20 người mà nhậu đâu hết. Đông lắm nhậu chứ. Sáng bỏ nguyên cho đầu chỉ sáu rồi kìa, tiếc cầm bỏ lên câu hoài. Còn đôi là khó đánh. Có. Dùng đầu gói kèm cái đầu nó lại. Rồi, lấy cái tay này ra đây. Mỗi năm sau cỡ tàng chặn cá lưới này là nhiều lắm. Nay chúng mày về đây ăn cá đồng quá vậy, cá đồng luôn. Còn một số kia là toàn cá đồng, cá đồng ở bên kia là nguyên bụng kia là nhiều lắm nhưng mà nó còn nhỏ. Tao gặp ở chỗ anh Sơn, tao làm biển câu, tao đi mua mồi cho câu dưới sông. Bán dính cá tre và dưới cá ngát rồi bán thì xài không hết. Trời, cá trên đó câu ai dám ăn? Câu đây nó chở bán ai biết. Chỗ nó câu cá nhiều lắm. Kéo bé, mà lục rồi là khó cắt được cái này lắm. Rồi là con người cây nó mà gọi cái gì không cắt cái này kia mà em cắt xong rồi tay phòng hết trơn luôn vậy. Cắt nó cứng cứng cắt mấy kỳ này không à, không tay phòng luôn á. Quá cứng cái kỳ nữa thì nó to rồi nó thành cái phần xương. Nên nó cứng. Hai tuổi rưỡi bị gì nó là nó bị gù đó, thành ra nó phát triển không bằng cái con nguyên, phát triển phần đầu không bằng đuôi, teo ngắt phần đầu trời ơi. Mấy con cá này giống như con cá của mười đỏm nha, cá mười đỏm trước gần cái chục cái này nó thấy vậy là ăn rất ngon, thấy vậy là nó béo rất béo. Đúng luôn á, nhưng mà mình cắt là cắt bỏ đúng ra là cái này thôi. Là để nguyên luôn nè, nó cái phần này đó là nó rất béo đó. Cái này để nguyên. Là để nguyên để ăn nguyên. Thấy vậy đó. Thôi vậy cắt phân nửa đi, cắt phân nửa đi. Nó rất béo luôn. Thôi để cho mấy ông nhậu ăn phần đó đi. Để này đi, thấy vậy đó là. Nhưng mà em thấy nó nhớt quá. Mà em nhớt là sao chút một xíu mình chọc hàng là nó sạch hết tiếng. Về cạo phần ớt này nè. Rồi cạo phần đầu cây. Cái cá mà cô gũi có giăng lên cái này hết cái đường bít mắt mẹ nó dễ quá to. Ê đó là rồi để tay sửa cái này coi. Ai? Đốt nhà hả? Vô bếp lên vào cầm lấy dừa chăm vô. Con lấy củi đốt vô lò đi no. Cứng quá.
lắm. Con đứng ra nó nói, dạ con năm rồi làm ấy. Bởi vì nó con năm rồi, có 1 tuổi rưỡi rồi con. Nó càng bự thì nó thịt nó càng rẻ. Như năm rồi mình nhúng lẩu rồi đâu bao giờ mà thịt nó rã. Để rất lâu luôn mà không bao giờ thịt rã. Rồi quay lại cái phần tên nó là thịt nó dài á, dẻ dài. Cái này cậu anh chặt cái chứ ai chặt vậy. Đừng có sắc phần sắc lát á. Quá thằng trên này dễ to. Vậy là cái đầu nó có lấy không hay chặt? Dễ này lấy ra làm món đào được luôn. Giống vậy con nó xấu. Dễ rất to ha, mà rất cứng luôn. Làm món đào được. Làm món đào, cái này làm món đào được. Cũng như giấy chút kia đó, cũng như giấy chút kia đó. Ừ, lát cho em xin mấy móng đó rửa sạch. Gì vậy? Để đem cho những ai không biết người ta coi. Đây giùm em. Đấy ngứa chết mẹ rồi. Để lấy dao góc mới được. Đang quay phim nha, nó tục đi. Ừ đúng rồi. Vậy lát cái đầu nó có lấy không anh Tư? Cái đầu hả? Mình vẫn lấy cái đầu. Trời ơi, cái đầu nấu trong ngọt nước thôi chứ ăn uống gì được. Không ăn trời. Thì nó vậy mà làm rồi là ăn rất ngon. Nguyên cá ngon là chỉ ngon nhờ cái bộ đầu thôi. Gốc gì đây muốn không ra cá nè mà cá cà phê chừng nửa ký để vô quất xịt con cá nó cá nhỏ mò 700-800 gram nửa ký hoặc 700-800 gram thì nó ăn mồi số lượng nó ít, nhưng mà con cá càng lớn á là ăn cái lượng mồi nó càng ít, vì trong cái bộ ruột nó là nó lên mỡ, thành ra là nó ăn ít, chỉ một bữa ăn gì nó là chỉ một con cá phê bằng tay là đủ sức của nó. Còn cá nhỏ thì nó ăn nhiều. Ăn nhiều. Nó giống như con trang rắn vậy mà. Rồi, lật lên đây coi. Con cá mà bỏ. Cầm dưới mép nè. Con mắt có gì cũng đang ly. Đây. Con mắt ăn rất ngon lắm. Mắt rất to ha. Mắt hàng thường nó là bởi vì nó có lão mà có tật thì nó lớn dòng dây về trên phần đầu không à.